đã nhấp luôn anh em ơi, chờ mãi mới thấy con nhấp. Yêu nhất cái cảm giác này này, đấy, yêu nhất cái cảm giác có tăm lại và vào dập dập, yêu quá. Ôi dồi ôi, ôi 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 anh em ơi, ôi đông hoàng luôn, ôi ôi trời ơi, đông hoàng nhau, trời ơi con này to chứ. Ôi ôi, to luôn, ôi bay phao lục rồi. Trời ơi con gì vậy? Trời ơi, ôi đông hàng, ôi đông hàng em ơi. Ôi ôi, con gì to chưa? Ôi đang ấy nó tỏa phát, bay phao lục ở kia rồi. Cái gì đây? Ôi trời ơi, mày. Mày trời ơi con gì vậy, con gì vậy, bay mất mình phao lục của em. Ui ôi cá vược, ui cá vược em ơi, con này to đấy, trời ơi tôi đóng giữa mồm mày, bay mất quả phao lục của tao mày. Lên đây. Kinh thật, tôi biết cả. Đi được, tôi được con cá vược. Trời ơi, lại con vược ở đây vậy. Chết mày nhá. Ôi sao được con vượt, ôi to chưa. Ui con vượt em ơi, Ui bóp tôm mở cái có khắc bọt ngay. Ôi con này mang nó sắc lắm, con này mang nó sắc lắm anh em ạ. Đà phát mút luôn. Đang vỉa các bác ạ. Đây rồi anh em ơi, hàng thôi. Đây rồi anh em ơi, hàng thôi. Mày chạy đâu? Hàng rồi các bác ơi. Úi dồi ôi. Ui, rô phi cụ. Trời ơi. Lên đây. Sợ chưa anh em ơi? Trời ơi. Ui, rô phi to chưa? Kinh, con này lóng một phát dã man các bác ạ. Trời ơi, hôm nay đi quấy không cầm vợt anh em ơi. Ui. Sướng thế. Để lôi cái này dây dù chắc nhấc cái này lên các bác nhé. Á trời. Vào đây. Vào đây. Lôi cái này lên. Quên lại không cầm vào. Rồi. Rồi ok anh em ơi. Dây dù chắc như cái này đi quên cũng không cầm vào. Vào đây. Wow, trời, rô phi cụ to, đẹp đấy, kinh nó rít quá, ăn thiệt đấy các anh em, thấy chưa, bàn tay, không, cái này phải đôi bàn tay, đẹp quá, vừa em đút sẵn rọ đây rồi, anh ngâm sẵn rọ chờ chú đấy, đừng đánh lại vào nữa này bây giờ, trời ơi, rô phi, vào đây, đánh ổ thế này sướng anh em, chết rồi thế này nó tuột ra một cái này, nó tuột một lẫy này, một lẫy rồi mà không sao, nó vẫn chữa rồi chết sao. Rồi anh em ơi, con đầu tiên đây, con đầu tiên quá tuyệt vời. Úi giời, lên, chạy đâu. Úi giời,
lên, chạy đâu, mày chạy đâu, vừa, mày chạy bỏ mắt, bỏ luôn, mày, lên, wow, đúng, đúng bồn, mày chạy vào mắt, xúc xúc anh em ạ, 46T của em, không thể chạy được. Lên. Wow. Ok. Wow. Em biết. Wow. Nóng con vượt phía quá anh em ơi. Mày chạy gì đâu. Ủa lên con vượt ở đây nhỉ. Phê thế. Để chụp bùi hồi. Nỗi đóng anh em ơi. Chết sợ. Ủa khéo, gỡ khéo cái quả pháo. Nhất là quả pháo đó các bác nhá. Mày chạy vào mắt con ơi. Ui, quả đánh nhẹ, ui ui. Dã man. Khó lắc lắm anh em. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Hàng các bác ơi. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Hàng các bác ơi. Úi dồi ôi. Hàng ơi. Chấm anh em ơi. Úi dồi. Bỏ lỗi luôn. Wow, con này bự chưa anh em ơi. Wow. Úi giời ơi. Ui, con này bự bo lỗi luôn. 10H bo lỗi anh em ơi. Chạy đâu anh em ơi. Phê quá anh em ơi. Đóng thẳng mồm các ơi. Con này dòng một lúc cho nó mệt quá. Ôi phê chơi anh em ơi, tay cầm bức còn run các bác này. Nó đóng thẳng khắp mồm luôn. Rồi chạy làm sao được. Con này to anh em ạ. Ê giời. Vào đây em ơi. Phê quá. Phê quá anh em ơi. Ái ẩn nút à. Úi giời. Á chà, khỏe. Con khỏe lắm. Đấy. Lên em ơi. Ui, tuyệt vời. Tuyệt vời quá các bác ơi. Con này bực chưa. Wow. Này đóng thẳng mồm quá các bạn. Này giữ hẳn thôi. Wow. Tay chân mới còn run anh em này. Con này cũng phải 5 cân các bạn. Này tí về em cân các bác xem. Anh em nhìn cá này không một tí bụng luôn, cá thiên nhiên. Ý giời, các bác nhìn ơi, cái này nó có chất không? Rồi vớ được con này nhỉ. Còn vân nuôi cái lưỡi là các bác nhá. Ui trời anh em ơi con này. Ui con này nó phải 5 cân chắc các bác này. Bò sướng thật kình, nó rít mấy quả dày nữa. Cước đi. Về chưa anh em ơi. Con này đúng phải 5 cân anh em ạ. Đã quá. Đây rồi. Ôi. Đóng ôi nổ đục đi. Ui xô ngủ đục phi đục phi. Đây rồi. Ôi. Đóng ôi nổ đục đi. Ui xô ngủ đục phi đục phi. Ngủ đục phi to đục phi to anh em ơi. Ôi. Bỏ lỗi. Ôi. Bỏ lỗi. Con này bỏ lỗi luôn. Ôi. Ui trời ơi, con này to quá anh em ơi. Bỏ lỗi. Bỏ lỗi đâu phi. Trời ơi.
Khiếp khiếp khiếp. Ủa khiếp khiếp, khiếp khủng cho anh em ơi. Ủa, nó bị to chưa? Đóng đóng húng húng vào đồ húng vào mặt. Húng vào mặt anh em ạ. Trời ơi, con này vặt. Bỏ lỗi đi luôn. Hàng cục này rồi. Ủa, ai mới rủ to rồi. Bỏ lỗi mày lên luôn. Ui trời. Rồi, đấy, anh em cứ để nó nằm yên trong vợt này thì nó sẽ không dậy. Đấy, anh em cứ để nó nằm yên trong vợt này, nó sẽ không dậy dỡ mạnh đâu. Yeah, kiểu như là nó nằm có chỗ an toàn đấy. Con này phải gỡ cẩn thận bằng hai tay anh em ạ. Này, nó nóng kinh lắm. Cầm chắc cái chì lưỡi là cái việc đầu tiên. Nóng thẳng em ạ. Chắc cái chì lưỡi là cái việc đầu tiên. Anh em gỡ đi nước thì nó sẽ không dẫy đâu. Nó có đau nó không dẫy, nó nằm yên. Nó nằm trên bờ nó dẫy thì khôi rồi. Ok. Ok ok. Bật lưỡi đây. Wow, ôi. Này, ôi trà mẹ ơi, rô phì lên tàn rô phì cũ rồi anh em này. Úi trời ôi trời ôi. Úi trời ôi, khiếp chưa. Đấy, bọn rô phì nằm đến hơn ngoan lắm. Úi ơi này. Rải băng cái vành vợt 40. Anh em thấy đã mệt chưa. Ôi vào vào đó. Ê, vợt này vừa em rút vào kia nó toạc mất miếng. Đẹo. Sợ chưa. Úi. Cầu như cầu cái loại cá rô phi này nó mệt sướng anh em ạ. Các bác nhìn này, mùi nó rầy kìa. Đấy, quyền cập hợp cao đấy, làm mất cái giống này. Này về này cứ hấp mệt các bác ạ. To này hấp lên cái sướng. Đấy, như loại cá này ăn thì nó chất lượng hẳn rồi. Nào, nó là dã mạc. Cứ đôi cân một con. Phê. Đôi cân con là có phê, giặt cái giống này thì vít bao giờ nó cũng sướng hơn cái loại nhỏ nhiều. Vào đây, vào đây, vào đây. Về với cái chảo mỡ của anh. Đấy. Về với cái chảo mỡ của anh, nghe chưa? Wow. Đẹp quá. Trời. Ui, đóng, đóng, ui, đóng rồi anh em ơi. Ui, đóng rồi. Ui, đóng, đóng, ui, đóng rồi anh em ơi. Ui, đóng rồi. Con này to, ua. Bốn sáu tay lên. Phê, con này bụi. Ui, chấm đen. Đen. Con này đen to anh em ơi. À, trời ơi. Đen to chưa? Bốn sáu tê của em lên luôn này. Mày chạy đâu em ơi. Bò mày ngay. Bò ngay. Chạy. Làm sao mà chạy được. Tổ vít phê thật. Wow ơi. Làm sao mà chạy. Bởi quá nhau. Còn này to. Thank you.
đấy già có hàng vào đấy anh ạ. Đây rồi đấy anh em ơi, ui sồi ui có con gì vậy đấy anh ạ. Đây rồi đấy anh em ơi, ui sồi ui có con gì vậy. Ui vừa anh em ơi, vừa anh em ơi. Wow mày ui đóng đóng mở lưỡi trời ơi. Con này nhỏ mà ngon anh em ơi. Mày chạy đâu con ơi, mày chạy đâu con ơi. Ui đây có vượt. Mày cái thằng con gì ạ, đóng thẳng mồm chết chưa. Trời ơi sao ở đây nó cũng vượt anh em ạ. Mày này, wow khiếp chưa anh em ơi. Sau đấy thì có vượt, bác thấy chưa, mồi ủ chua nó bá đạo chưa. Vượt ăn mồi ủ chua anh em thấy chưa. Trời ơi nước ngọt như anh em biết, không phải nước nợ đâu mà sao con này ở đâu ra vậy trời. Cái mày gặp anh là nó là cái duyên cái số rồi đấy. Con này thì nó lại hơi nhỏ anh em ạ. Con này chắc là nó 7-8 lạng, nhưng mà nó là hàng thiên nhiên. Hàng thiên nhiên 7-8 lạng này các bác ăn có phê, quá là phê chứ. Con này chỉ hai thằng với lại hai bom bia là tuyệt vời. Con này đẹp quá luôn này. Đấy anh em nhỉ, đừng động cái mang nó các bác nhá. Mang này nó sắc lắm. Con này đẹp luôn ấy. Cá thiên nhiên nó trông như thế này thôi mà nó ra đời ăn rất là ngon anh em ạ. Phê quá. Tuyệt vời. Trời ơi phải nói tuyệt vời luôn anh em ơi. Con đầu tiên cho vào túi. Cái túi này hôm nọ nó em mua về mà hôm nay em kéo nó bật mất cái chỉ đây con này. Bật mất cái chỉ. Thế nào hôm nay này. Bảo là ấy đừng có dãy. Con này nó dễ khỏe lắm anh em. Trên bèo này thì không có dãy khỏe mắt. Á. Kinh. Tổng săn mồi đập tay anh em đúng không? Đấy à. Mày có đập thì mày cũng. Các bác đừng động vào mang của nó nhé. Cầm vào mồm ở trên cái mồm trên là được. Mang nó sắc lắm. Nó có mang trong với mang ngoài cơ đấy. Còn này. Chú gặp anh là cái duyên cái số rồi. Số chú hôm nay gì có quảng. Các bác thấy dây. May nó chém vào này không chém nó đứt dây. Em lại câu không có cáp, bình thường có cái giống này nó chém là đứt dây cáp ngay anh em. À đứt dây dù ngay. Này em không có cáp. Hi, ngon quá. Rồi vào. Đây rồi. Mày chạy đâu? Đây rồi. Mày chạy đâu? À cha, đây rồi. Thôi, mày xác định rồi. À chết rồi. À, vẫn còn anh em ạ. Nó tuy đóng vào bèo nhưng mà vẫn còn. Nhưng mà khả năng con này khó rồi. Chết rồi. Khó này các bác ơi. Cái này nó mắc, cái này chắc chắn nó bị mắc bèo rồi. Cá dính cá rồi, mắc bèo rồi. Ê. Lỗ to này mà con này nó khỏe quá, lôi phịch cái vào đấy mất rồi. Đéo nhỉ. À vẫn ra. Vẫn ra đấy anh em ạ. À vẫn còn cá. Mày. Ý giời ơi mày chạy đâu? Vẫn còn. Rô phi cụ anh em ơi. Trời ơi. Wow. Trời ơi con này to thế. Hình thật con này nó thích sướng thật. Wow. Ui nó lại đóng hơn kia rồi. Con này to lắm anh em ạ. Dã man khủng tởm. Đấy mới gọi là hàng các bác ơi. Nó đóng tận mấy nữa bao vào người anh em nhìn này. Đóng tận mấy nữa người không thể mất đâu. Ây dồi. Phê quá. Đây này anh em ăn phê chưa. Nó chui bụp vào trong cụ bào của em tưởng mất cơ. Nó không giờ thấy dẫy nữa. Nhưng mà rất tiếc con này nó bị đóng. Cái này hình như là bốn nữa vào bụng luôn này. Không thể chạy được nữa rồi. Này sướng qua các bác con này thì càng cứ tưởng mất đấy. Uầy khiếp khủng tởm anh em ơi. Con rô phi cụ tổ. Con này phải nói là cụ tổ. Mày ở đâu ra vậy rồi. Ăn cái gì mà to thế. À bắt em ơi. Công nhận là mang cái vật này lợi thật. To bé xung hết. Ấy Đừng. Để bấm cái béo này để nhấc cái bèo ra này. Vớt bèo ra này. Ủa con này to lắm. Con này nó phải rơi hơn 2 cân. Cảm giác câu cá này nó bất ngờ anh em ạ. Đúng con cá to nó bất ngờ quá.
Vào đây. Vào đây. Vào đây. Rồi, ok. Phê như con tê tê. Là anh em ơi, phế như con tê tê. Lồi lồi vào tận trong chỗ dầm này nữa anh em nhé. Trời ơi, phế như con tê tê. Wow anh em, con này có bác bảo nó mấy cân. Con này nó 2 cân rưỡi 3 cân. Lại nào cho em sóng cái cân điện tử. Các bạn nhìn này. Đóng cái này thì nào mắc vào bèo. Mắc vào bèo quả em nghĩ là mất. Cứ nghĩ kiểu như nó thừa lưỡi ấy, thì cái lưỡi này sẽ vướng vào bèo là mất. Nhưng mà tất tiếc con này nó đen là nó bị ôm trọn lưỡi luôn. Không thoát được cái lưỡi nào. Đó. Tổ thật con này. Không thoát một lưỡi nào, thành ra là không mất được. Dạ mản quá các bác ơi. Ủa đây có lẽ là con thù phi to nhất cuộc đời em câu từ trước đó chưa. Wow. Đúng là con thù phi to nhất cuộc đời em từ trước giờ các bác này. Cái bàn tay. Thôi thôi thôi, không, không phải nói cho con này. Con này nó khả năng phải 3 cân các bác ạ. Này dạ mản chưa. Đời em chưa giờ nhìn con thù phi to này đâu. Đúng từ bé giờ đi câu trước giờ nhìn con đô phi nó to như thế này. Khiếp khủng tởm luôn. Nhiều anh em ở trong miền trong này có đập thì họ bảo con đô phi 5 cân. Em chưa ở đời chưa nhìn thấy. Mình thấy này nó khủng tởm lắm rồi. Dã man. Phải nói là dã man anh em ạ. Phải nói là đẳng cấp. Kinh sợ đặt. Ai. Đừng đừng. Ui. Đẳng cấp. Đúng từ bé giờ em chưa dám câu con cáo đô phi nó vĩ đại như thế này các bác ạ. Rồi. Cho ngay bờ túi không mà. Nó trên mặt. Wow. Con này cắn khôn đấy. Đấy em nhìn luôn. Đây rồi. Đóng rồi. Đóng rồi nha mọi người. Úi ôi. Hàng rồi. Hàng rồi to ơi. Úi ôi. Con này to. Con này to nha mọi người. Úi ôi. Con này cắn khôn đấy. Đây rồi, đóng rồi, đóng rồi nhau ơi. Úi dồi ôi, hàng rồi các bác ơi. Úi dồi ôi. Con này to, con này to nhau ơi. Úi dồi ôi. Cước đi. Bự bự ơi. Bự 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 rồi nhau ơi. Úi dồi ôi. To lắm nhau ơi. Ua. Úi dồi ôi, con này to, to nhau ơi. Đây. Úi dồi ôi, hàng bự, hàng bự, hàng bự. Ua, ua, đóng rồi. Ui đóng rồi, cá chấm anh em ơi. Ui hàng to quá. Ui anh em hàng to chưa. Ui đóng con chấm cỏ. Đã quá anh em ơi. Cái này đợi lấy vào chưa rồi. Ui chưa qua rồi, nó mắc một cái vào bèo, một cái vào thịt nữa kìa. Anh em nhìn rõ không. Chưa rồi, một mắc một cái vào bèo. Một cái mắc vào bèo anh em ạ. Chưa rồi. Ui một cái mắc bèo anh em ơi, này phải đợi em ráo vợt nhé. Ui con này bự quá, bự quá các bác ơi, này vợt vợt. Ủa nó đóng hai lưỡi. Ui ok anh em ơi. Ok. Chết. Tuột chi đẻo ấy. Ôi nó đóng ngày bảo. Chết rõ đóng ngày bảo anh em. Cái lưỡi đóng vào khả năng này. Cái này khả năng em phải lôi lưỡi lên. Trời ơi, cái này phải lôi lưỡi này nó thích dính vào bào không cô lên được cá đâu. Ủa ơi. Ủa đóng một cục bào rồi. Ok. Wow anh em đóng một con chấm phê cho anh em này. Đóng cái đuôi. Ủa ơi. Đánh ngoài thiên nhiên này sướng các bác, nhìn cá rất là gầy luôn. Con này may nó đóng hai lưỡi, đóng một lưỡi quá là mất rồi. Nó đóng nó vướng vào bèo các bác ạ. Tuyệt vời quá. Này. Ủa này anh em này hàng này. Tay chân giờ vẫn còn dùng các bác. Các bác nhìn cá thiên nhiên gầy. Nó gầy luôn. Con này rất là ngon các bác nhá. Ủa anh em thấy quả nó rico phê. Nó kéo khẩn nó veo vào mát. Sợ thật đấy.
phải quá, tay em run, tay em vẫn còn run quá ơi. Đấy rồi, ôi tuyệt vời tuyệt vời. Nó thăm thăm phát xong rồi nó con này nó ăn khôn thật, nó nín mấy phát nhỉ, nó mới mút giật cùng phát, anh em thấy đánh đóng cục giật cùng phát vèo vèo vèo, đá thật cho rõ quá nhá, tuyệt vời quá. Này lại có một cái video hay cho anh em xem nào. Đấy. Mày quá, này con này khôn mất các bạn ạ. Lại có video hay cho anh em xem rồi. Ok tuyệt vời. Ôi tuyệt vời quá, thả nó ở đây anh em nhé. Cột nó ở chỗ này. Phề như con tê. Đấy, nó bờ lún đấy. Đấy, đang nhấp, đang nhấp, đang nhấp. Quang nhấp rất là nhẹ luôn. Đây rồi. Ui 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 ui. Hàng hàng em ạ. Ui ôi. Ui dồi ôi. Ui ui hàng cụ rồi nha em ơi. Chết rồi. 46T. Ui dồi ôi. Ui quên con gì anh em ơi. Ui ui. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Sợ mắc mèo không ra được anh em ơi. Ui ôi. Hàng cụ rồi. Ui ôi con gì vậy. Ui ôi. Ui trời ơi. Bó lên. Ui rô phi, rô phi. Ui rô phi cụ anh em ơi. Ôi ấm một lưỡi lưỡi mình. Trời ơi. Vật chết tôi rồi. Ui còn to thế. Đóng mỗi lưỡi. Khiếp, sướng quá anh em ơi. Chết rồi, vật đài nữa không tới. Con này nó mắc vào bèo là mất. Ui ôi. Đầu hãy run tay anh em ạ. Ui trời ơi. Ôi, cái này kiểu có vật dài thêm mét nữa này. Đừng mất nhá. Run quá. Ôi. Không được anh em, con này chắc phải nhấc bổng nó vào. Cần một số tem nhấc phát lên ngay. Nhấc ạ. Ôi, nhấc kìa nó tí mình vẩy lưỡi vào kia thì lại bị sợ toạc thịt lắm anh em ạ. Con này nhấc này toạc thịt tôi tính một tí kia là mất. Rồi. Ui giời. Vào. Ok. Ui, chết rồi. Ui, còn mỗi tí anh em ơi. Nguy hiểm quá, này nhấc lên sợ mất nhỉ. Có toạc thịt. Chết mạng rồi. Rồi, buộc phải nhấc nhiều rồi anh em ạ. Trái cái vợt này ngắn thế. À, đây, cố lên. Nhanh, về em anh. Về với đội của anh. Không được anh ạ. Nhất này sợ mất, nó toạc thịt mất anh em ạ. Rội một tí, cố vươn tay thôi. Ôi trời ơi. Nào, vào đây em ơi. Tối về anh cho. Rồi, ok. Về quá. Tối về mấy anh nhá. Cơm ăn bao bữa mà nó mặc cả ngày. Ôi trời ơi, anh em ơi, khiếp khủng thắm. Ôi trời ơi. Tỏ chưa anh em ơi. Hàng thiên nhiên này anh em vào đóng cái này nó có sướng không? Quá là sướng luôn. Này nó đóng mỗi đấy, nó đóng mỗi tí vào người nó em sợ mất. Ui đã tay quá anh em. Anh em thấy cá thiên nhiên đóng phê không? Nó kéo cực kỳ khỏe luôn. Ôi này, đây của phiên lai đúng to thế. Mày ăn cái gì cho mày to thế hả? Đã quá kỳ, nó kéo của nó rồi. Bọn này nó ăn khôn lắm anh em, nó mỗi tí ăn nó rất là nhẹ nhàng luôn, em tưởng cao bé rồi. Sướng em ơi. Đây cho ngay xuống lỗ đây anh em ạ. Bảo nó dày lắm rồi, không thời gian đủ kéo, mệt lắm. Mệt lắm không thời gian kéo. Này. Ôi chà mẹ ơi. Đồ mày ở đâu ra vậy rồi. Thiên thần đấy. Hôm nay con này được coi là thiên thần luôn. Đấy. Rồi. Để làm cho thành cái vợt mới các bạn, cái vợt này nó ngắn quá. Bắt đầu thấy tăm nó lẩy vào anh em ơi. Các bạn nhìn thấy những hạt tăm đi tí lẩy nhá. Đấy đấy đấy, nhấp nhấp. Đây rồi nha mọi người. Đây rồi nha mọi người. Ui cái này to anh em ơi. Ui giời ơi. Bự rồi các bạn ơi. À chà. Hàng rồi. Chép to. Ui trời ơi, hôm nay tôi không mang vợt các bác ơi. Chép to. Chết rồi, hôm nay không mang vợt anh em ơi.
Wow wow. Chị tụi tôi này phải cầm một dây kéo, này trong dây rù kéo anh em ạ. Ủa rù khỏe thế. Ủa con này bự chưa. Kéo 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 vào anh em ơi. Lên lên. Ủa trời ơi con này to quá. Phê 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 quá. Ủa. Wow, con chép to. Ủa con chép to. Này cầm ai lại nhá. Ủa các bạn ơi. Wow, con này bự, con này bự. Tôi cho vào đây các bác. Cho luôn túi, dây dù chắc. Phê quá, là anh em ơi. Phê phê phê. Trời ơi, đóng đóng phát vào bụng các bác này. À, cho nằm một túi gỡ là ok. Wow. Đã đời thật các bác ạ, quần ổ thịt phê thật ấy. Vừa đóng con sộp cho lên con chép. Này đúng chép cuốn ổ rồi. Mày chạy đâu? Vừa. Mày chạy vào mắt. Bò luôn. Mày. Lên. Lên. Vào đây. Mày chạy đâu? Lên. Vâng.